Hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Hey, sợ luôn các bạn nhé, mình sẽ đi quay tô mò nha các bạn. Mình sẽ đi quay tô mò nha các bạn. Có thể xương cốt đau thắt cả, đại đa số sẵn cả các có trường có chịu trong người. Chân nhức, đầu trắng vàng, số quả trước đây chưa bị mắc bệnh có thể sao tăng đã thực đến vì không khỏi. Cũng có thể đã có tính không sự chữa khỏi, nhưng nay bệnh lại xuất hiện trở lại. Đó là vì họ không chữa hết cho chưa bị, chỉ mắc lại về sau. Hoặc tại tình trì ấy, chả nên cần phải đâu. Như vậy, có thể chưa bị giảm thể như bệnh vụ tái phát, đó là một số thiện từ các mạng. Vậy nên chương trình sẽ có phản ứng, có người có phản ứng cục bộ, chỗ này khó chịu, chỗ kia khó chịu, đủ loại khó chịu, đều có thể đến. Tất cả đều là bình thường. Tôi nói với mọi người, bất kể khó chịu như thế nào, chương trình thiết định phải kiên trì để nghe giảng bài. Chỉ cần chương trình đi vào giảng đường lớp học này, thì triệu chứng bệnh nào của chương trình cũng mất, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì. Có việc này, tôi nói với mọi người rằng, cái mà chương trình cho là bệnh bệnh chỗ nặng đến đâu, thì hy vọng rằng chương trình được kiên trì đến học. Ăn cửa vô tinh nha. Chương trình có chịu thì tức là vật cực tất cả. Toàn bộ thân thể chương trình cần được tinh hóa hết, cần phải được tinh hóa toàn bộ. Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư thì đen tia để nó tự chạy xuất ra. Để cho chương trình chịu một chút khó khăn, chỉ một chút tổn khổ ấy mà thôi. Chương trình mà không chịu được một chút nào thì không thể được. Trong xã hội tình thường chỉ vì danh lợi, tuy là thương lợi với người, chứ nhìn anh không mơ cũng không yên. Thân thể chắc thì đã không còn ba nhìn nữa, ở không gian các hòa nhìn của thân thể chung quanh. Chỉ xương quốc tiên lúc nào cũng đều bỏ đen, với thân thể như thế, quốc tiên giúp giúp chân nhìn mà họ cũng có chủ đạt được ra, không thể được. Thì họ không thể chịu được, do đó vẫn trong họ còn trạng thái hơi mang bất tỉnh thì họ không hay biết. Nhưng một phần chính xác một số người không có vấn đề gì, họ ngủ rất say, nhưng một số người cũng không bỏ con. Họ nghe được hết, người đấy sau đó tinh thần vẫn khởi lên, không ngủ hay ngày cũng không thấy mệt mỏi. Tất cả đều là những trạng thái khác nhau, đều cần điều trị hết, và bộ thân thể cần được chuyển hóa cho chuyên bị. Là người tu luyện không thể không có thể với tâm tâm thức thức từ từ nâng trở nên sẽ nổi bóng phản ứng. Còn với người chẳng rút vào tâm thức tư nghiệp hoặc là thực tế họ đã hoàn thành, họ hoàn toàn chưa rút vào do đời rất khó chịu, rất khó là họ không họ cũng có một số người thì không làm được việc các người trong họ tư giãn họ mới rút vào không thể rút tinh hoa người khác đều là tâm thức hàng họ mới bắt đầu được phản ứng mới bắt đầu cho một đĩa để nó giúp cháy. Không. 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 Có á. Rồi thì thôi. Khán giả lại bảo là tao nhịn mày hơi lâu đấy. Vì mẹ mà. Cái này đã tô nhiều quá, tại nhiều quá. Giờ nó thành cái lớp bóng rồi. Không sợ ai giữ để đâu thấy người ta có mặt.
và đang bảo anh Quyết tải để họ đi hay họ em kia. Anh thích lên lúc nào thì anh lên, anh nghỉ luôn cũng được. Anh thích lên lúc nào thì anh lên, anh nghỉ luôn cũng được. Anh nghĩ đúng là hôm nay anh nghỉ à? Hay là anh nghỉ lần thì mình nghỉ đấy. Anh đã đi thì anh nghỉ là cái mẹ anh. Dạ đúng rồi. Anh không làm thì anh em làm. Như vậy là sản phẩm tô màu của mình xong nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì kẹp cho mình like nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Hello các bạn nhé, mình sẽ đi tô màu nhé. Các bạn hãy để cho mình một like nhé. Ok nhé. Mình các bạn rất là nhiều nhé. Các bạn một đéo nhé. Nhưng mà mình sẽ tiếp tục những tô màu nhé các bạn. Ôi là ơi, chim hát thở vốn nào đi. Hay mình sẽ oánh tất một mò nhỉ. Một mò cũng được đi xem. Một mò nhỉ, oánh tất một mò đi. Các bạn xem được thì xem, không được xem thì biết. Ôi quá. Các bạn xem thì biết. Đéo ai bảo mới tham gia như thế rồi. Không biết ai đây cũng bảo cơ. Bé đặt vô là anh xúc phạm thân giả. Thôi. Nghe ngứa tai. Chẳng lẽ bị nghe cái tai nghe vậy. Mà anh nói câu nào anh đuổi anh đi đâu, đây muốn làm đuổi anh đã biết. Anh nói câu nào, hồ đấy ông thấm. Thấm cái gì gan dạ luôn. Nếu anh là người Việt Nam nghe được, mình sẽ cũng vui á. Mọc xanh này. Chỉ đồ mọi anh ngắm nước. Như vậy là mình đã hoàn thành xong chương trình các bạn. Các bạn đẹp cho mình xin lần lại đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn. Tao không đăng ký làm gì cũng nhờ. Mày sợ xịt nói giọng nó cứ bị đéo rồi đấy. Húp chọn. Để bơm tắt luôn. Để bơm tắt luôn làm bơm. Tên là gì? Ngáo luôn. Nào, đừng nói tội, đừng nói tội. Ngáo luôn. Có anh em tàn hình nghe. Ai nói tội cái gì ấy, ngáo à? Em biết tiếng Anh mà. Tên mình nói tội. Em biết tiếng Anh mà. Đầu tiên mình sẽ đi chọn mỏ để tô bức tranh của mình các bạn ạ. Và em thì sau đó chuẩn mình đi tô mỏ nhé. Sau đó các bạn thân mình. Ôi chà. Anh cần cười chó đi. Anh cười kệ mẹ anh. Anh quan chó đi đến này. No đích tài. Đích tài lại. Đéo ai chẳng nghe. Anh mày cấm đâu cái tai nghe rồi đấy. Lúc về anh cấm sẵn bị đồ rồi đấy. Nghe đi. Mạnh nó nghe. À mạnh nó nghe rồi. Nghe đi chứ thì. Cục đầm hỏng không? Ép cái. Nếu có đầm thì có đầm thì anh. Mắt vít lại. Nhân. Nào ngồi anh cưỡng như thế này. Hả? Nào ngồi anh cưỡng như thế này. Thôi. Tệ con mắt.
thì mình không bịt miệng cái mũi lại đi. Bịt mũi mình thở không cái lồn này. Mồm. Thôi em ạ. Có mũi mình để mình thở lên đi thở không mồm. Thì nó ngạt thở một lúc chứ. Ngạt thở được cả một lúc. Thế mình bắt tôi đi làm video này. À hay là nãy mình vừa nghe phát lông cơm của anh kia xong đúng không? Không, nhưng mà nghe chúng tôi không cả na đi khám chữa bệnh. Cứ học theo chúng tôi. Em có nghe đâu. Như vậy là sản phẩm tò mò của mình đã xong. Nếu các bạn thấy em thấy đọc thì hãy cho mình một like các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sao không qua mạnh mẽ được nhỉ?